Cô gái từ quá khứ tung poster chính thức. Cô gái từ quá khứ là một trong những bom tấn điện ảnh Việt dịp cuối năm 2022. Nhà sản xuất MAR6 Picture vừa tung poster chính thức của phim, mang thể loại tâm lý, ly kỳ, giật gân. Không quá khó hiểu khi cô gái từ quá khứ lại sử dụng gam màu đen bí ẩn bao trùm toàn bộ phần nền của poster chính thức. Điểm nhấn là ngọn lửa đang bùng cháy dữ dội cũng là thứ ánh sáng duy nhất phản chiếu cận cảnh hai gương mặt của Hoàng Quyên, MGS. Quy, Ninh Dương Lan Ngọc đóng, và Quỳnh Yên, cây tí Nguyễn đảm nhận. Trong tấm poster, nhân vật Hoàng Quyên của Ninh Dương Lan Ngọc sở hữu vẻ mặt khó hiểu, vừa có chút lo lắng, vừa có sự tính toán ngay trong ánh mắt. Là đại mỹ nhân hàng đầu của showbiz, MGS, Quy sở hữu mọi thứ mà bất cứ người phụ nữ nào cũng đều mong muốn. Tuy nhiên, sự xuất hiện của Quỳnh Yên đã tạo ra đợt sóng gió lớn với cuộc đời của Hoàng Quyên. Trên poster, khuôn mặt của Hoàng Quyên bị khuyết đi một phần, đó là một ý đồ của ekip làm phim. Khi muốn cải cắm thông điệp mang ẩn ý rằng Quyên đang che giấu một phần sự thật về bản thân. Còn trên poster chính thức Quỳnh Yên do Katie Nguyễn thủ vai tiếp tục nở nụ cười cùng ánh mắt gây ám ảnh. Nhân vật này là cô em gái thất lạc sau 15 năm của Hoàng Quyên, bất ngờ trở lại tìm kiếm người chị ngay thời điểm MGS. Quy đang chuẩn bị cho đám cưới triệu đô với Giác. Ngay lập tức sau đó, các rắc rối liên tục ập đến, kéo theo những bí mật đen tối của Hoàng Quyên dần bị lột trần. Đặc biệt hơn cả, ngôi nhà chìm trong biển lửa chiếm spotlight cùng hai bóng đen của hai cô gái nhỏ, dự đoán đó chính là Quyên và Yên của 15 năm trước. Ngọn lửa bùng lên dữ dội ngăn cách gương mặt của hai nữ, vừa là lửa hận thù đã thiêu đốt mối thâm tình chị em này, làm mất đi lý trí của họ trong việc báo thù những ân oán xưa. Rất có khả năng, chính vụ cháy nhà trong quá khứ này là nguyên nhân khiến hai chị em xa cách nhau. Hình ảnh Hoàng Quyên quằn quại, đau đớn và tuyệt vọng nằm bên dưới hình ảnh đám cháy trong quá khứ như thể hiện cho ý đồ. Chính quá khứ u ám đó đã nhấn chìm đại mỹ nhân showbiz MGS, Quy lún sâu vào vũng lầy tội ác do chính mình tạo ra. Nhà sản xuất còn tung poster riêng nhân vật Hoàng Quyên với hình ảnh Lan Ngọc bị trói và dán kín miệng bằng băng keo cùng biểu cảm đau đớn, tuyệt vọng như đang bị bắt cóc. Theo những thông tin đã được nhà sản xuất đưa ra trước đó thì khán giả dự đoán rằng rất có thể hoàn cảnh này do nhân vật ác nữ Quỳnh Yên là thủ phạm. Điều này cũng được thể hiện ở bức ảnh ẩn trong poster riêng nhân vật Quỳnh Yên khi cô đang uy hiếp Hoàng Quyên trong một không gian kín như nhà hoang bằng một cái sảnh. Ánh mắt của nhân vật do Katie Nguyễn đảm nhận trong tấm poster riêng của mình càng thể hiện những mưu tính đáng sợ. Bên cạnh poster chính thức và poster riêng của hai nhân vật Hoàng Quyên, Quỳnh Yên, nhà sản xuất của cô gái từ quá khứ cũng giới thiệu poster nhân vật các nhân vật khác gồm Giác, Lê Xuân Tiền, Bách, Lãnh Thành, ông Tùng nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu và bà Kim nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh. Link video tiết lộ tạo hình nhân vật https://iout.bi/nkuovmidgi. Trong số đó, trang Giác của Lê Xuân Tiền gây hoang mang nhất khi xuất hiện với bộ dạng gục chết, nguyên nhân là bởi một miếng kính vỡ cắm vào phần cổ. Tấm poster nhân vật của Lê Xuân Tiền với vai Giác khiến cho giả thuyết sẽ có hơn một người bị khai tử trong cô gái từ quá khứ càng trở nên xác thực hơn. Đây cũng là lần đầu tiên đoàn phim Cô gái từ quá khứ công bố tạo hình chính thức của Lãnh Thanh, nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh và nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu. Lãnh Thanh vào vai Bách, một thanh niên bất hảo vừa ra tù đã tìm ngay đến Hoàng Quyên để ôn lại chuyện xưa. Việc một gã bặm trợn, hung hăng lại có liên quan đến đại mỹ nhân của showbiz tạo nên một dấu chấm hỏi lớn cho quá khứ của cô ta. Liệu rằng Hoàng Quyên đã che giấu gì về quá khứ của mình và mối quan hệ của cô ta với Bách như thế nào? Ông Tùng nghệ sĩ ưu tú Hữu Châu đóng là một tiến sĩ y khoa đã về hưu, giàu có, lập dị. Cả cuộc đời, ông Tùng phải giấu đi những bí mật trong gia đình để bảo vệ danh tiếng của chính mình. Cũng chính vì thế, ông đã vô tình tạo nên cơn dông ngầm, trực chờ trở thành cơn bão lớn cuốn phăng mọi thứ mà mình đã gìn giữ. Trong đó chắc chắn có cả bí mật về MGS, Quy, Hoàng Quyên. Hình ảnh ẩn trên tấm poster nhân vật ông Tùng có xuất hiện một cô gái đang lau chân cho ông. Cô gái đó khiến khán giả đoán là Quyên của 15 năm trước. Bạn đồng hành của ông Tùng chính là bà quản gia già tên Kim nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh thủ vai. Đó là một bà già bí ẩn luôn muốn chúi mũi vào tất cả mọi chuyện diễn ra trong ngôi biệt thự. Về khắc khổ của nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh trong Cô gái từ quá khứ khác hẳn với sự quý phái, sang trọng của nữ diễn viên. Ở hai bộ phim Gái già lắm chiêu trước đây của đạo diễn Bảo Nhân, Nam Sito khiến khán giả bất ngờ pha lẫn tò mò. Nghệ sĩ nhân dân Lê Khanh cho biết, vai diễn này tôi chẳng cần son phấn gì cả, chỉ thêm đồi mồi, thêm tóc bạc, tôi cứ thế bưng mặt mộc lên màn ảnh. Đây cũng là lần đầu tiên tôi dám trưng gương mặt mộc của mình lên màn ảnh như vậy. Sự thay đổi ngoạn mục này của người diễn viên gạo cội mang đến nhiều thú vị cho tuyến vai này, đồng thời cũng tạo ra nhiều câu hỏi về mối liên hệ của ông Tùng, bà Kim đối với đại mỹ nhân MGS, Quy, Hoàng Quyên.
Đặt lịch khởi chiếu vào ngày 18 tháng 11 năm 2022, trailer chính thức vẫn còn được giấu kín. Đây chắc chắn sẽ là manh mối quan trọng cho những tình tiết hấp dẫn của trong bộ phim.